đã đăng 1.320 bài trong các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trong đó có 402 báo cáo đăng trên tạp chí quốc tế, 965 báo cáo đăng trên tạp chí trong nước. Đáng chú ý là có tới 293 trên 402 báo cáo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín của thế giới nằm trong danh sách được Viện Thông tin Khoa học Quốc tế ISI công nhận với tổng chỉ số ảnh hưởng là 391,2. Phòng thí nghiệm nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã tạo được tinh trùng chuột từ tế bào gốc, đánh dấu một bước tiến trong việc ứng dụng tế bào gốc phục vụ chữa bệnh cho con người, tạo phôi động vật. Đây là một hướng đi quan trọng trong việc nghiên cứu điều trị vô sinh cho nam giới. Đồng thời, phòng thí nghiệm đã triển khai và đang từng bước hoàn thiện để áp dụng tế bào gốc trong y học tái tạo. Nhóm vật liệu cấu trúc nano và phân tử là điển hình của tập thể các nhà khoa học trẻ tiếp cận trình độ quốc tế với hướng nghiên cứu tổng hợp các vật liệu đang được quan tâm trên thế giới như vật liệu MOF và ZIP, vật liệu nano và submicron có hoạt tính sinh học, chất lỏng ion. Đây là vật liệu MOF có bề mặt riêng lớn, lần đầu tiên được tổng hợp trong điều kiện Việt Nam. Nhóm cảm biến nano sinh học của Phòng thí nghiệm công nghệ nano nghiên cứu chính về công nghệ chế tạo các loại vật liệu và linh kiện nano dựa trên cấu trúc sợi nano, thanh nano, kênh dẫn chất lỏng nano đã thu được những kết quả có ý nghĩa bước đầu như chế tạo các cảm biến nano sinh học ứng dụng trong chẩn đoán các bệnh hiểm nghèo. Năm 2006, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Trung tâm Đào tạo và Thiết kế Vi mạch với vai trò đầu mối về nghiên cứu và phát triển công nghệ thiết kế vi mạch. Đến nay, Trung tâm là đơn vị khoa học và công nghệ đầu tiên và duy nhất trong cả nước làm chủ được công nghệ thiết kế vi mạch. Năm 2008, thiết kế và gửi sản xuất thành công chip Sigman K3, chip vi xử lý đầu tiên của Việt Nam và được bình chọn là một trong 10 sự kiện khoa học công nghệ Việt Nam năm 2008. Đến tháng 9 2009, Trung tâm công bố chip VN801, chip vi điều khiển có bản quyền Việt Nam, giải nhì nhân tài đất Việt năm 2009 và nhanh chóng được ứng dụng vào hệ thống kiểm soát và báo hiệu an toàn hàng hải. Chương trình robot công nghiệp của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là hạt nhân của phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về điều khiển số và kỹ thuật hệ thống. Với những đóng góp quan trọng và thiết thực nhằm giải quyết nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn đóng vai trò chủ lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Kết nối và phục vụ cộng đồng, đưa những đóng góp trí tuệ của người thầy và sinh viên từ giảng đường, phòng thí nghiệm đến với cuộc sống, xã hội, một tư duy mở và gắn với cuộc sống, được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận như một chức năng tất yếu của mình. Trong nhiều năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nhiều địa phương, hỗ trợ chia sẻ nguồn nhân lực, giúp đào tạo cán bộ, cung cấp giáo trình, chương trình, hỗ trợ đào tạo sau đại học cho nhiều trường đại học ở các địa phương. Bây giờ, một cái thành tích rất lớn là đào tạo nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh, cho các tỉnh miền Đông và cho đồng bằng sông Cửu Long. Ngay bây giờ chúng ta thấy các tỉnh Nam Bộ phát triển kinh tế rất là nhanh chóng. Có nhiều yếu tố, nhưng mà yếu tố chất lượng của cái nguồn nhân lực là cũng quan trọng chứ. Thì phải nói rằng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đóng cái vai trò rất lớn trong việc mà nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Nhưng tôi muốn nói thêm là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đấy không chỉ là một cái tập đoàn đào tạo chất lượng cao, trình độ đại học và trên đại học, mà trong Đại học Quốc gia đã xuất hiện những cái đơn vị nghiên cứu mà đạt trình độ rất cao, đặc biệt là trong 5 năm gần đây. Để có thể phục vụ tốt những công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, những hoạt động dịch vụ đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được coi là một niềm tự hào rất đặc trưng. Hệ thống thư viện của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực sự trở thành mô hình kiểu mẫu và dẫn đầu hệ thống đại học trên toàn quốc. Bên cạnh những thư viện thuộc các trường thành viên, thư viện trung tâm của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng tất cả nhu cầu tra cứu và khai thác tài liệu một cách hiện đại và chuyên nghiệp. Một trong những dịch vụ đào tạo đáng chú ý là công tác giáo trình.
Hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phủ kín toàn bộ giáo trình, phục vụ hầu hết môn học được giảng dạy trong hệ thống đào tạo. Hoạt động dịch vụ đào tạo của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn sở hữu nét đặc trưng không nơi nào có được là hệ thống ký túc xá. Phương thức kết hợp với các tỉnh thành trên toàn quốc để xây dựng những khu nhà ký túc xá thực sự tạo diện mạo hiện đại cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ký túc xá với điều kiện ánh sáng, không gian, an ninh đáp ứng được đầy đủ yêu cầu của sinh viên cả về nơi ở và học tập. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công mô hình xã hội hóa ký túc xá sinh viên. Đây chính là nơi ở, sinh hoạt và học tập, rèn luyện của hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại các trường thành viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả những cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu và sinh sống đó được cấu trúc một cách hiện đại, tạo nên diện mạo của một đô thị đại học kiểu mẫu ở Việt Nam. Dù đã phổ biến ở các nước tiên tiến, nhưng khái niệm đô thị đại học vẫn còn rất mới mẻ trong lĩnh vực đại học tại nước ta. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 13 ngày 5 tháng 8 2008 đã đưa việc xây dựng mô hình khu đô thị đại học trở thành nhiệm vụ trọng tâm. Trong giai đoạn 15 năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ nét vai trò tiên phong và nòng cốt trong sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học nước nhà. 15 năm xây dựng và phát triển chưa phải là chặng đường dài, nhưng công tác học sinh sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng kể. Một hình mẫu học sinh sinh viên mới tự tin, vững vàng kiến thức, giàu nhiệt huyết, năng động, sáng tạo đang được định hình, thể hiện trên các mặt học tập, rèn luyện và đời sống sinh viên. Học sinh sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tự tin, năng động sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, đạt được những kết quả đáng tự hào, trong đó có những thành công làm rạng danh đất nước. Suốt chặng đường 15 năm xây dựng và phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặc biệt nhấn mạnh vai trò công tác quan hệ quốc tế và xem đây là một trong những đòn bẩy quan trọng để thực hiện sứ mệnh của mình. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng tăng cường liên kết đào tạo với nhiều trường, viện đại học nước ngoài để tổ chức đào tạo đại học, sau đại học với các chương trình theo chuẩn mực quốc tế. Với những thành quả đạt được trong 15 năm qua, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tự tin vào tương lai của mình vì nó đã được gây dựng từ quá khứ và tiếp tục được vun bồi trong hiện tại. Toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ dốc toàn lực xây dựng một diện mạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ngày một hoàn chỉnh cả bề rộng lẫn bề sâu. Xây dựng cái Đại học Quốc gia này thì coi như là Việt Nam gọi là chọn mặt gửi vàng, nhưng mà như vậy là rất may là trong vòng 10 năm gần đây là đối với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ấy, là chính phủ đã chọn được cái người mà không những là đáng gửi vàng, tôi nghĩ là nếu có kim cương cũng nên gửi. Qua 15 năm phát triển, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội ở khu vực phía Nam. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác với các đại học trong vùng và cả nước, với các đại học mạnh trong khu vực và cả trên thế giới, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 1 tháng 1 năm 2010. Trong 15 năm qua, sức mạnh hệ thống đã phát huy tác dụng, giúp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn ở vào vị trí tiên phong trong nền giáo dục đại học cả nước. Trong những năm tới, sức bật ấy đòi hỏi mãnh liệt hơn, giàu nội lực hơn để đưa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vượt biển Đông, hội nhập quốc tế. Bằng sức mạnh hệ thống, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng giương buồm ra biển lớn.